Chúng tôi bác sĩ Đông Anh Nguyễn Đức Cường xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị khán giả của CBN TV và quý vị đang theo dõi chương trình thông tin cập nhật về tình trạng của coronavirus tại Hoa Kỳ, cũng như là chúng tôi cũng sẽ có một cái chương trình nói qua về những cái dược thảo của trụ thuốc Đông Y. Vâng, thưa quý vị, thì cho đến ngày hôm nay thì cái bản tin mà chúng tôi nhận được sớm nhất vào lúc khoảng 1 giờ trưa nay, đây là một thống kê của Bệnh viện John Hopkins, thì người ta cho biết là hiện nay cái số tử vong tại Hoa Kỳ đã lên con số khá cao và gần 50.000, cụ thể là 49.094 người, và tiểu bang New York, tiểu bang New Jersey cũng như là Michigan là những cái tiểu bang mà có số tử vong cao nhất, đặc biệt là tại New York. Và hiện nay thì chúng ta tuy là chúng ta đang bước vào mùa nóng, nhưng mà cái đỉnh dịch gần như là không biết là chúng ta đã có vươn tới được cái đỉnh dịch chưa. Chỉ có khi nào chúng ta thấy cái số tử vong nó giảm đi vài ba ngày thì chúng ta mới có thể dám kết luận là chúng ta đã bắt đầu đã tới cái đỉnh dịch và nó bắt đầu cái số tử vọng nó giảm dần. Hy vọng chúng ta cũng hy vọng là cái thời gian đó nó sẽ tới rất nhanh. Một vài tiểu bang thì quý vị cũng thấy là gần như là người dân đã mất cái kiên nhẫn, cũng có những cuộc biểu tình các nơi để đòi chính phủ mở cửa lại. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cho thấy trong thời gian qua thì quý vị thấy những cái quốc gia nào hoặc là những địa phương nào mà có những biện pháp tích cực cách ly, giữ khoảng cách xã hội và giới hạn những cái chuyện sinh hoạt cộng đồng thì cái số tử vong ở đó bao giờ cũng là thấp nhất. Đó là cái thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được. Hiện nay thì cái, nếu mà nói một số quốc gia trên thế giới kể cả Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đứng đầu cái số người tử vong, đó là một cái điều rất là đáng buồn. Sau đó là chúng ta có Tây Ban Nha, rồi nước Pháp, nước Ý, nước Pháp và nước Đức. Đó là những quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ mà số tử vong hiện nay cũng rất là cao và gần như là những cái chính quyền ở mọi nơi cũng đang rất nỗ lực để ngăn chặn, để tìm cách giảm bớt cái sự tổn thất. Thật ra nếu trong thời gian sắp tới mà tại những tiểu bang mà quý vị đang cư trú, nếu chúng ta có cái biện pháp nới lỏng cái khoảng cách xã hội thì hoặc là những sinh hoạt và chúng ta đi làm trở lại thì quý vị cũng nhớ là chúng ta cũng phải rất hết sức dè dặt. Và chúng ta cũng giữ những biện pháp, thứ nhất là để bảo vệ cho cá nhân mình, cho gia đình của mình, cũng như là cho những cái bạn đồng nghiệp và những cái cộng đồng chung quanh chúng ta. Chúng ta cũng nhắc lại là cái khẩu trang ấy, là một cái chúng ta chịu khó đeo mặc dù nó rất là khó chịu. Nếu mà quý vị đau tai thì chúng ta có thể dùng những cái miếng bông gòn chúng ta chêm ở phía sau tai thì nó cũng bớt đau, để chúng ta chèn vào cái sợi dây mà nó tiếp xúc với tai thì nó bớt đau nhất. Bởi vì quý vị biết là khi ai cũng vậy, khi mà chúng ta đeo lâu thì cũng rất là khó chịu. Thật ra quý vị chịu khó là giữ gìn cái điều đó, đặc biệt là khi quý vị đi ra ngoài, đi đến công sở hoặc là đi đến tư sở hoặc là đi đến chợ thì cái găng tay vì chúng tôi nói là cái găng tay cao su đó, mình gọi là medical glove, là cái rất là cần thiết, đặc biệt là cái loại cao su quý vị nhé. Những cái găng tay bằng vải thì nó sẽ không có bảo vệ được đâu. Chúng ta cầm lên cái món hàng thì trước đó cũng có một số người họ đã cầm rồi thì đôi khi chúng ta bị vướng và chúng ta bị lây nhiễm một cách đáng tiếc. Cái khoảng cách mà cách ly mà các giới chức hiện nay vẫn lưu ý chúng ta là 6 feet. Nhưng mà với những người họ đang bị ho, họ bị sneezing, hắt hơi, bất cứ là người nào thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta đứng càng xa càng tốt. Bởi vì cái thống kê cho thấy là khi một người ho thì những cái hạt nước nó nhỏ, nó rất là nhỏ, có thể nó carry, tức là nó có cái con virus đó, nó có thể bay lơ lửng trong không gian tới khoảng từ 8 đến 9 mét. Cho nên cái khoảng cách 2 mét thì tất nhiên nó sẽ không an toàn trong trường hợp mà chúng ta có một người chung quanh đang ho. Chúng tôi có một lần được thấy có một đi vào trong cái ngôi chợ, thì chúng tôi thấy là có một cái cô đang đi phía sau một người đàn ông, họ không quen biết nhau. Nhưng mà khi người đàn ông họ ho một cái thì cô vội vàng cô chạy ngược lại liền. Thì cái mình nhìn mình thấy có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà thực sự cái đó là một cái rất là khôn ngoan. Và chúng ta tránh cái sự lây nhiễm không có đáng, rất là đáng tiếc quý vị nhé. Ngay cả khi chúng ta ở nhà không đi đâu, chúng ta thường là order những cái hàng online, order thực phẩm chẳng hạn, hoặc là những cái order những cái món hàng hoặc là những cái gì cần thiết mà chúng ta Amazon hoặc là các nơi khác họ đưa tới cho mình, thì quý vị nhớ là trước khi chúng ta mở cửa để mà nhận cái món hàng đó thì chúng ta đeo găng tay. Và chúng ta cũng bằng biện pháp nhiều nhất có thể chúng ta sát trùng cái bao hoặc là cái kiện hàng đó, những cái bao, cái thùng cắt tông, chúng ta dùng những cái giấy napkin, cái giấy mà nó có mình gọi là
disinfectant ấy, thì chúng ta có thể là chúng ta dùng cái khăn giấy đó chúng ta lau bên ngoài trước khi chúng ta đem vào nhà. Về cái cách mà sử dụng bao tay thì quý vị biết rồi, khi chúng ta đi vào xe thì chúng ta cũng có thể tháo ra chúng ta để trong xe. Mà cách tốt nhất là quý vị có thể bỏ trong một cái bao ni lông ở trong xe, rồi chúng ta về tới nhà thì chúng ta có thể bỏ nó vào thùng rác, hoặc là chúng ta có thể đeo cái bao găng tay về tới nhà và chúng ta cũng sát trùng mọi điều trước ở gara. Chúng ta mua hàng, chúng ta để ở gara, chúng ta sát trùng trước rồi chúng ta tháo bao tay, chúng ta đưa vào nhà thì chúng ta bỏ ngay vào thùng rác. Và cũng xin quý vị lưu ý là chúng ta đừng quên là chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn đem về nhà thì chúng ta có thể bỏ những cái thùng rác công cộng. Quý vị nhớ là những cái thùng rác công cộng thì nó có khắp nơi, ở các ngôi chợ cũng đều có. Thì chúng ta nên bỏ vào đó thay vì chúng ta bỏ ở ngoài parking lot. Thì cái điều đó thì nó có thể gây tổn hại tới cộng đồng. Mà khi mà gây tổn hại tới cộng đồng tức là gây tổn hại đến chính chúng ta, quý vị nhé. Chỉ cần một cái ngôi chợ có một vài người bị nhiễm là cái ngôi chợ đó có thể phải bị cô lập hoặc là sẽ có những cái biện pháp hạn chế thật là đáng tiếc. Và tất nhiên là chúng ta muốn đi mua sắm thì chúng ta cũng bị hạn chế luôn. Thì đó là những cái lưu ý mà chúng tôi thấy là vẫn cần nhắc nhở. Riêng về cái khẩu trang mà nếu quý vị không có thể có được đầy đủ trong nhà mà chúng ta muốn tiết kiệm thì cũng có một cái biện pháp rất là đơn giản. Chúng ta có thể dùng cái khẩu trang và chúng ta đem vô nhà và chúng ta bỏ trong một cái nồi. Chúng ta có sẵn một cái nồi nước và chúng ta có một cái lượng muối. Thường thường với một cái nồi nước muối như vậy thì chúng ta cái hàm lượng có thể là 1 lít chúng ta khoảng độ 5 muỗng muối. 5 muỗng cà phê muối và chúng ta hòa tan để chúng ta đun sôi lên cái việc thảy khẩu trang vào đó. Đó là những cái cách mà chúng ta có thể tái sử dụng cái khẩu trang an toàn. Mà không chừng nó còn tốt hơn là bởi vì sau khi mà cái khẩu trang nó được tẩm cái nước muối đấy, thì chúng ta phơi khô rồi chúng ta lần tới chúng ta lại dùng vài ba lần như vậy thì chúng ta có thể thay cái mới. Thì đó là cái cách mà chúng ta bảo vệ. Quý vị nhớ là đừng bao giờ chủ quan. Mặc dù chúng ta thấy mấy ngày nay thì mọi người có vẻ ra đường nhiều hơn, nhưng mà quý vị biết là trong thời gian qua người ta thường nói là người lớn tuổi và trẻ con và những người khỏe mạnh thì những người lớn tuổi và trẻ con thì thường bị ảnh hưởng. Nhưng mà điều đó thì nó không phải như vậy quý vị nhé. Có những người họ tuổi còn trẻ, tức là khoảng độ 40-50 tuổi và rất là khỏe mạnh, không hề có vấn đề bệnh lý gì, nhưng mà chính họ cũng đã lây nhiễm và họ cũng đã bị tử vong, rất là đáng tiếc. Và cũng có rất nhiều trường hợp quý vị cao niên bị nhiễm coronavirus lại thoát qua. Chúng ta thấy những trường hợp có một cái cụ ông 105 tuổi, cụ bị dương tính mà cuối cùng thì cũng trải qua một thời gian nằm viện khoảng độ 7 ngày, 10 ngày là cụ lại trở về bình thường. Và cũng có những em bé mới chỉ có mới 1 tuổi thôi. Chúng tôi không nhớ là quốc gia nào, nhưng mà chúng tôi thấy ở cái tin tức ở trên Internet thì người ta nói là em bé này rất là còn nhỏ, mới có 1 tuổi và em bị dương tính từ người mẹ và cuối cùng thì em cũng thoát được và em cũng không có bị ảnh hưởng gì. Cho nên những cái dự đoán và những cái điều người ta nói thì tìm hiểu về cái đặc tính của con virus này, mình gọi là virus Vũ Hán ấy, thì thực ra cho tới nay thì chúng ta vẫn chưa hiểu hết cái tính năng. Tức là những cái triệu chứng nổi bật thì chúng ta đối phó theo triệu chứng mà thôi. Hiện nay những cái thuốc mà trị thì chúng ta vẫn còn chưa khẳng định được, có những cái loại nó hợp với người này nhưng mà nó không hợp với người kia. Thành ra tất cả mọi cái thì các cái giới chức y tế đang rất là ráo riết tìm một phương thuốc là hữu hiệu nhất. Chúng ta vẫn chưa có được cái phương thuốc đó. Thành ra cái phương pháp mà hay nhất, mà gọi là chữa trị hay nhất, là chúng ta giữ cho cái cơ thể mình khỏe mạnh và chúng ta áp dụng những biện pháp vệ sinh tối thiểu, tức là an toàn tối thiểu cho cá nhân mình khi chúng ta đi ra ngoài, khi chúng ta đi vào một cái nơi đông người. Ngay cả trong gia đình của mình cũng vậy, chúng ta cũng cố gắng giữ những cái khoảng cách an toàn trước khi mà chúng ta đi đâu về, muốn bế một người con của mình hoặc là chúng ta muốn hất một người thân thì chúng ta cũng rửa tay, thay quần áo, rồi giặt giũ thì chúng ta thay bộ quần áo mới, thì lúc đó chúng ta có thể có những cái tiếp cận thân mật với gia đình mình, quý vị nhé. Thì đó là cái hiện nay thì cái con số để mà giải thích tại sao mà người Mỹ họ mất cái sự kiên nhẫn thì nó cũng có lý do. Thì quý vị biết là hiện nay thì cái con số thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ, người ta thấy là cứ mỗi 6 người Mỹ thì hiện nay có một người đang thất nghiệp. Tức là mỗi 6 người Mỹ đang đi làm thì có một người thất nghiệp. Thì quý vị thấy tỷ lệ thất nghiệp rất là cao, và như vậy nó trên khoảng 26 triệu người Mỹ đang bị thất nghiệp và đang phải nộp đơn để xin cứu trợ. Thì quý vị thấy đó là cái điều đáng buồn, và không phải những cái sự nộp đơn quý vị cũng sẽ nhận được ngay, đôi khi chúng ta phải chờ đợi một thời gian. Thành ra tuy nhiên bao giờ cũng vậy, cái sự kiên nhẫn
Người Việt Nam chúng ta thì chịu đựng giỏi hơn, chúng ta chịu đựng được sự cực khổ như tốt hơn người Hoa Kỳ, thì đó là cũng là cái điều tốt, và chúng ta cũng chịu khó. Người Mỹ thì chúng ta thấy họ sống được đầy đủ quen rồi, họ tự do quen rồi, họ cảm thấy là cách ly như vậy là một cái tù túng, họ không chịu nổi sự tù túng đó. Thì quý vị cũng có thể khó chịu quá thì mình lái xe ra đường vòng vòng một chút, nhưng mà chúng ta hạn chế, càng đi đến những nơi đông người thì càng tốt quý vị nhé. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi, cũng như là ngay cả những giới chức y tế họ đang làm việc tại các nhà thương, họ cũng có nói những câu gần như là năn nỉ chúng ta hãy ở nhà. Bởi vì khi mà chúng ta bị một cái vấn đề gì thì quý vị biết nhà thương bây giờ đang rất là bối rối, không có đủ giường để cho những bệnh nhân nằm, hoặc là không có đủ những cái cơ sở y tế thích hợp, hoặc là những thiết bị thích hợp để đối phó với những triệu chứng mà chúng ta đã mắc phải. Thành ra quý vị biết là nó không phải như trước đây. Thành ra trước cái sự khủng hoảng này thì chúng ta cố gắng bình tâm, kiên nhẫn, và chúng tôi cũng tin là chúng ta luôn luôn cầu nguyện Thượng Đế để giúp cho chúng ta mau vượt qua những ngày tháng này. Vâng, chúng tôi xin tạm ngưng cái câu chuyện một chút xíu và để mời quý vị theo dõi một số tin tức bảo trợ thương mại của đài. Chúng tôi sẽ trở lại ngay cùng quý vị.